Dịch COVID-19 đang là mối lo của cả thế giới với tốc độ lây lan chóng mặt và diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch suy giảm như phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Vì thế, bên cạnh các biện pháp phòng tránh dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường sức đề kháng thông qua chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu trong mùa dịch cũng là một trong những cách để bà bầu nâng cao sức khỏe, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. 1. Thực phẩm giàu chất đạm. Trong bối cảnh COVID-19 tăng cao, mẹ bầu bổ sung thêm 15g đạm mỗi ngày nhằm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài các thực phẩm chứa đạm động vật như sữa, trứng, thủy sản, tôm, cua, cá, ốc, mẹ có thể bổ sung đa dạng đạm thực vật từ đậu tương, đậu xanh, đậu đỏ, vừng lạc. 2. Thực phẩm giàu chất xơ. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu cần 25-30g chất xơ mỗi ngày. Mẹ bầu có thể bổ sung chất xơ thông qua các thực phẩm như rau, trái cây, ngũ cốc, các loại hạt. Tuy không cung cấp năng lượng, nhưng chất xơ có vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, giúp giảm các triệu chứng táo bón, nhuận tràng, nuôi sống loại khuẩn probiotic. Các loại khuẩn này có tác dụng hấp thu dưỡng chất tốt hơn và tăng cường hệ miễn dịch. 3. Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất. Chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu trong mùa dịch đáp ứng đủ các vitamin và khoáng chất, không chỉ tốt cho thai nhi mà còn giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa COVID-19 hiệu quả hơn. Sắt. Bên cạnh chế độ ăn uống, mẹ bầu cần bổ sung từ 30-60mg sắt mỗi ngày. Các thực phẩm giàu sắt như hải sản, thịt bò, trứng, đậu, rau xanh, gan động vật. Axit folic. Có nhiều trong các thực phẩm như thịt bò, gan, giá sống, rau xanh, củ cải, bông cải, đậu nành. Canxi. Trong giai đoạn thai kỳ, phụ nữ cần khoảng 1.200mg canxi mỗi ngày. Canxi có nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc từ sữa, cá, hải sản, các loại đậu, rau xanh, khoai lang, trái cây. Vitamin D. Mỗi ngày cơ thể cần 20 microgram vitamin D. Ngoài lượng vitamin D do cơ thể tự tổng hợp, mẹ bầu có thể bổ sung thêm qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày bằng cách ăn nhiều các loại thực phẩm như giàu gan cá, ngũ cốc, trứng. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch thông qua hỗ trợ sản xuất interferon. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp ức chế sự tổng hợp và chống lại virus xâm nhập. Mẹ bầu nên bổ sung vitamin C từ các loại trái cây và rau như bưởi, cam, nho, súp lơ, củ cải. Bên cạnh các lưu ý về bổ sung dinh dưỡng như trên, các mẹ bầu cũng cần thực hiện ăn chín uống sôi, không sử dụng chung đũa, thìa, đồ uống nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus. Uống nước đầy đủ từ 2 đến 2,5 lít mỗi ngày giúp cho các chức năng chuyển hóa miễn dịch của cơ thể mẹ. Nếu dịch vụ khám thai không bị gián đoạn do dịch bệnh, các bà mẹ cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế để đảm bảo thai phát triển tốt. Cần uống viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất dinh dưỡng đều đặn hàng ngày theo chỉ dẫn của cán bộ y tế. Đồng thời, các bà mẹ mang thai cần thực hành các biện pháp phòng chống mắc COVID-19 trong mùa dịch như vệ sinh cá nhân, tăng cường vận động dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh!